Clip hôm nay nói về một cuộc chiến giữa con người và máy móc, trong đó kẻ thua cuộc là con người. Nói về một bộ phim có tên là AlphaGo The Movie. Đây là một bộ phim tài liệu nói về cờ vây, một môn không ai hiểu cả, cho nên tới đây nhiều người sẽ trời đã phim tài liệu còn nói về cờ vây, cái môn dành cho mấy ông già nữa. Anh vẫn bằng tôi hả Leo? Hay là hay ho chỗ nào? Thì các bạn biết không, chỉ cần các bạn bấm vào cái link mà AlphaGo The Movie ở trên YouTube, nó free nguyên bộ phim luôn. Bạn sẽ thấy những comment như vậy nè. Gì hay dữ vậy nè trời ơi. YouTube recommend bấm vô chơi thôi, ai ngờ 1.5 tiếng sao trời ơi, chảy nước mắt luôn, tại hay quá. Tôi không hiểu gì về cờ vây hết mà coi xong clip này, trời đất ơi, Lisedon. Những comment như vậy là để các bạn hiểu được phần nào cái sự hay ho của cái bộ phim này thôi. Nhưng các bạn biết không, tôi dám cá là sau khi coi xong cái clip review này, rồi các bạn coi cái phim đó, thì bảo đảm bạn sẽ trưởng thành thêm mấy năm nữa, trưởng thành thêm mấy tuổi về đầu óc, về cảm xúc. Bởi vì trưởng thành không chỉ đơn giản là lớn lên đâu. Tôi có làm cái clip như vậy đó mấy bạn. Mà bộ phim này không chỉ nói về cờ vây, mà nó còn nói về con người, về xã hội, về chúng ta trong vũ trụ này nữa. Nó hay lắm. Mà nó hay như thế nào, coi hết clip này rồi sẽ hiểu ha. Vô clip. Con người, hay nói chính xác hơn là những nhà khoa học, những bộ óc siêu việt nhất của loài người chúng ta, họ có một cái mâu thuẫn. Đó là họ luôn muốn tạo ra được một cái trí tuệ nhân tạo, một cái AI nào nó hơn hẳn con người, nó xịn hơn con người. Nhưng đồng thời họ cũng rất sợ rằng khi họ tạo được một cái AI xịn như vậy thì nó sẽ nô dịch loài người. Bởi vì nó phát hiện ra là nó xịn hơn con người, việc gì nó phải phục vụ con người, đúng không? Và cái sự mâu thuẫn, cái nỗi sợ hãi đó, nó được cụ thể trong những bộ phim Hollywood, chẳng hạn như là iRobot hoặc là Terminator. Nổi tiếng nhất là Terminator, bởi vì trong bộ phim đó nó nói rằng ở một tương lai thì cái mạng lưới Skynet, là mạng lưới thông tin toàn cầu á, đột nhiên một ngày nọ nó trở nên sentient, tức là nó biết nó là máy và nó biết rằng nó hơn con người rất nhiều. Cho nên việc gì phải phục vụ tụi bay, tao nô dịch tụi bay. Nó bắt đầu kiểm soát và nó tàn sát, bắt nô lệ loài người. Loài người phải chống trui chống nhủi, bởi vì người không thể nào chiến thắng lại máy móc được hết trơn hết đó. Và các nhà khoa học cho tới bây giờ họ vẫn tiếp tục tìm ra một cái AI mạnh hơn con người. Ủa mấy ba, rảnh quá vậy? Đã biết là nó mạnh hơn con người, nó có khả năng làm vậy, mà tại sao mấy ba vẫn tiếp tục kiếm ra một cái AI mạnh hơn con người vậy? Thì thích làm vậy á, được không? Giống như Leo rồi đó, anh thích nói. Ở khúc này mọi người nhớ bấm share, bấm subscribe cái kênh của anh Di Leo nghe chưa? Anh thích là anh làm vậy đó. Thì các nhà khoa học muốn tạo ra AI xịn thì họ phải vượt qua được một cái trở ngại kinh khủng từ trước tới giờ. Đó chính là môn cờ vây. Tại sao lại là cờ vây mà không phải là cờ vua hay cờ tướng? Bởi vì cờ vua với cờ tướng á, máy móc đã thắng con người từ lâu lắm rồi. Do nó mạnh quá cho nên á, mỗi lần mà đánh cờ vua cờ tướng á, mỗi lần quýnh nước xong cái bắt đầu nó tính hết tất cả những cái nước đi, là nó nói ok nước này ok nước này là cái nước tốt nhất, có khả năng thắng nhất, rồi nó cứ làm vậy, cái cuối ván là chắc chắn là nó thắng con người. Người không thể nào tính được bằng nó hết. Nhưng đối với cờ vây, máy không làm vậy được. Bởi vì mặc dù cờ vây nó vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cờ, không có con cờ gì hết, cái mỗi người đặt một con cờ trắng, còn cờ đen xuống cứ đi, cuối cùng ai thắng nhiều đất hơn thì người đó thắng thôi. Nhưng cái số lượng nước mỗi lần đặt xuống đi á, cái số lượng biến hóa của các nước trong bàn cờ vây á, nó nhiều hơn số atom nằm ở trong vũ trụ nữa đó mấy bạn. Cho nên không có một cái máy vi tính nào có khả năng tính được bao nhiêu đó nước đó hết trơn đó. Cho đến năm 2016 thì con người quýnh cờ vây với máy là máy thua xỉn niệm, không có cửa nào thắng được hết. Nhưng 2016 có một công ty tên là DeepMind, là một công ty London, họ mới tạo ra một chương trình AlphaGo. Chương trình này không có chơi kiểu cứ tính nước, nước nào tốt nhất rồi quýnh, cứ tính nước, tính nước nhất. Mà chương trình này nó giống như một đứa trẻ, người ta dạy cho nó cách chơi cờ vây, rồi để nó tự chơi với nó, và nó tự chơi với nó hàng triệu lần, để rồi từ đứa trẻ nó biến thành một bậc thầy về cờ vây. Đó là trên lý thuyết vậy thôi, nhưng họ không biết rằng nó thực sự mạnh tới cỡ nào, cho đến khi họ mời Phan Huy là một nhà vô địch châu Âu về môn cờ vây tới thử sức. Phan Huy thua xỉn niệm, thua te tua tơi tả. Sau khi thua xong, ảnh trở thành một trong những người cố vấn cho chương trình AlphaGo. Bởi vì AlphaGo không muốn dừng ở đó, những người làm ra chương trình đó họ muốn phải test hơn nữa để coi có AlphaGo nó mạnh tới cỡ nào, thì họ muốn cho chương trình AlphaGo đối mặt với những kỳ thủ cờ vây thực sự, những người mà đang ở đỉnh cao danh vọng.
và họ chọn Lee Sedol. Lee Sedol là một nhà vô địch thế giới về cờ vây, là một thiên tài về cờ vây người Hàn Quốc. Ảnh giữ cái chức vô địch cờ vây đâu khoảng năm 16, 17 tuổi cho tới 30 mấy tuổi á mấy bạn. Trời đất ơi, ổng ghê gớm má, kinh khủng lắm. Không phải kinh khủng thường mà rất là kinh khủng. Và Lee Sedol chấp nhận lời khiêu chiến của AlphaGo. Sự kiện diễn ra ở Hàn Quốc, hàng triệu người tham gia coi, chứ không phải là tham gia. Họ coi ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở Trung Quốc, chứ Việt Nam thì không biết, ít người lắm thiệt sự. Ở Việt Nam thì số lượng người coi cờ vây chắc cũng ít như người coi clip của anh Leo rồi đó. Thì kêu bấm subscribe, kêu bấm share clip hay ho, kêu donate, trời ơi còn ít hơn nữa. Nói là những clip này hay lắm á, clip của anh Leo tuyệt vời lắm. Những donate thì ok bye bye, bỏ qua vậy đó. Giờ biết làm sao được, thôi kệ cứ tiếp tục làm thôi. Thì AlphaGo mới bắt đầu đánh với Lee Sedol qua 5 ván cờ vây. Kết quả của 5 ván cờ vây đã nằm ở ngay phần đầu của clip á. Ảnh thua, đơn giản vậy thôi. Như nói các bạn chỉ coi theo kiểu như vậy thì thực sự các bạn cũng không nên coi bất cứ bộ phim nào hết trơn. Tại vì các bạn cũng biết, người đàng hoàng thì sẽ chiến thắng, cái ác sẽ thua cái thiện, rồi đơn giản vậy thôi. Nhưng cái hay của cái bộ phim AlphaGo The Movie này là nó làm cho các bạn phải đối mặt với những vấn đề, những câu hỏi mà các bạn không thể nào ngờ được. Nói thiệt á, lúc mà tôi coi cái phim đó, tại vì tôi cũng không biết gì cờ vây hết, tôi chỉ có biết về cờ vây qua cái truyện mà Hikaru no Go, tức là kỳ thủ cờ vây này thôi. Tôi rất là thích truyện này, tôi coi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần các bạn coi nè. Cái giấy nó cũ tới bây như vậy luôn, là tại vì phải mỗi lần mà đi vô toilet là tôi coi à. Nhưng tôi vẫn không hiểu gì từ vay hết trơn, tôi cũng không có chơi nữa. Nhưng tôi coi cái AlphaGo The Movie này á, từ đầu tới cuối không rời mắt ra được luôn á mấy bạn. Tại vì nó hay quá, nó làm cho các bạn á hiểu được tâm trạng của những người làm ra cái chương trình AlphaGo. Cộng thời các bạn cũng hiểu được tâm trạng của anh Lee Sedol, là cái người đang trực tiếp đánh với AlphaGo và thua 4/5. Ảnh thắng được một ván. Các bạn biết không, ban đầu á, ảnh nói theo kiểu là con người trước giờ là lúc nào cũng thắng cờ vây, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ thắng một cách dễ dàng thôi. Nhưng ván đầu tiên ảnh thua, ván thứ hai, ván thứ ba ảnh thua. Các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của ảnh trong cái quá trình đó. Ngay từ đầu á, ảnh chỉ nghĩ đây là một cái chuyện, một cái ván cờ bình thường thôi. Nhưng dần dần ảnh mới phát hiện ra là ảnh không phải đơn giản là đánh cờ vây với cái AlphaGo, mà ảnh đang đại diện cho nhân loại trong cuộc chiến với trí tuệ nhân tạo. Và ảnh thua là có nghĩa con người đã thua. Nói tới khúc này chắc nhiều bạn không có, trời ơi ông nội này tự nhiên đại diện cho tôi mạnh hơn mà, không tin là đưa tôi cái búa đi, cái máy vi tính nào không có thử máy vi tính nào thắng được tôi hết. Nói cũng đúng, nhưng mà các bạn phải hiểu là khi các bạn đấu với cái máy là các bạn đấu cái đầu óc. Các bạn dùng cái đầu các bạn hút vô máy vi tính thì bạn sẽ thắng nó được, nhưng mà bạn đấu đầu óc với nó mà bạn thua nó thì nó không chỉ đơn giản là cái thua của một kỳ thủ cờ vây, mà đó là cái thua của cả nhân loại trước AI. Và các bạn sẽ thấy được cái gánh nặng đó nó ở trên vai của anh Lee Sedol. Nó tới mức mà ngay cả những người làm ra cái chương trình AlphaGo, người ta cũng cảm thấy mâu thuẫn nữa. Bởi vì họ cũng nói, một mặt thì tôi làm ra chương trình này tôi mong muốn nó chiến thắng môn cờ vây, tại vì nếu mà nó thắng được Lee Sedol thì có nghĩa là tầm cao của AI nó đã lên tới một cái tầm mới rồi. Nhưng mà khác, tôi cũng muốn Lee Sedol chiến thắng, bởi vì tôi là con người, tôi muốn con người thắng máy móc, chứ tôi đâu có muốn con người thua đâu. Và đó cũng là tâm trạng của bạn, cũng như những người coi cái phim đó và những người comment ở phía dưới. Bởi vì nó là một cái bộ phim tài liệu cực hay, nó giúp cho bạn hiểu được nhiều điều mà bạn không nghĩ rằng mình nên hiểu về bản thân mình, về cái vị trí của con người trong vũ trụ này. Thiệt, nó hay tới cỡ như vậy đó mấy bạn. Và các bạn biết không, 3 trận đầu á, anh Lee Sedol ảnh thua. Tới trận thứ 4, ảnh đi một nước, đó là nước cờ thứ 78. Đó là nước cờ được giới kỳ thủ cờ vây và những người có hiểu biết, người ta nói đây là nước đi thần thánh. Bởi vì nước đi này theo tính toán của cái con AlphaGo á, nó là 1/10,000. Tức là hầu như con người không ai có khả năng nghĩ tới là phải đi nước đi vào cái điểm đó hết. Nhưng ảnh đi và ảnh thắng cái ván đó. Cái lúc mà ảnh thắng cái ván đó, trời đất ơi là trời, người ta vỗ tay, người ta vui, mà thậm chí hả, mình coi tới lúc đó hả, mình nổi da gà, mình cảm thấy vui với lại những người ở trong cái bộ phim đó. Mặc dù đây là năm 2022, những gì đã xảy ra là năm 2016, mà mình vẫn cảm nhận được cái niềm vui đó. Bởi vì niềm vui, con người vẫn còn có cơ hội chiến thắng máy móc. Các bạn coi đi, rồi sẽ thấy được cái hay của bộ phim AlphaGo The Movie. Ngay cả khi bạn không hiểu gì về môn cờ vây, tôi dám hứa như vậy. Và bảo đảm là các bạn coi, các bạn sẽ bấm subscribe, các bạn sẽ bấm share cái clip này, các bạn sẽ donate cho tôi, bởi vì anh Leo, cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới biết tới những cái documentary, những phim tài liệu hay như vậy. Bữa là cái phim Winter on Fire anh làm rồi, anh review một phát là em coi em chảy nước mắt. Bây giờ anh làm thêm cái này, em coi em cũng chảy nước mắt bạo nữa. Thiệt sự, em mà không donate
cho anh á thì tới phiên anh kể chảy nước mắt á, cho nên em sẽ donate chắc chắn luôn. Anh xịn quá anh ơi, vỗ tay cho anh. Khúc này nãy giờ mình tự sướng dễ sợ nhưng mà thực sự nó là như vậy đó mấy bạn. Hay lắm, tại vì tôi cũng hay nữa, tại vì người mà có đầu óc á coi gì cũng hay hết đó. Giới thiệu những cái hay cho mấy bạn để giúp cho các bạn phát triển thêm. Tại vì thực sự chúng ta là con người, nếu mà chúng ta chỉ đơn giản ngày nào cũng đi ăn đi làm rồi cái relax rồi đi nhậu thì thực sự á chúng ta sống nó rất là phí. Chúng ta sống mà chúng ta nạp vô đầu được những cái kiến thức bổ ích á, sau này á chúng ta sẽ ảnh hưởng tới tương lai rất nhiều. Bởi vì các bạn ăn đồ bổ, các bạn sẽ làm cho con bạn nó có sức khỏe. Nói chung về cơ bản, các bạn ăn đồ bổ, các bạn không cho nó ăn thì các bạn kỳ lắm đúng không? Thì các bạn coi những thứ hay ho, các bạn cũng sẽ hướng con gái của bạn coi những thứ hay ho thôi, và sẽ ngày một nó phát triển hơn. Chứ các bạn coi toàn ba thứ nhảm nhảm, dơ dẫn không thì con bạn nó sẽ cũng dơ dẫn thôi đó. Cho nên á, các bạn nên coi thêm cái clip này nữa. Đó là cái clip về những cuộc đào thoát từ bên Đông Đức sang Tây Đức. Hồi xưa Đông Đức với Tây Đức á, nó chia cắt. Đông Đức theo xã hội chủ nghĩa, Tây Đức theo tư bản chủ nghĩa. Đám Đông Đức á, nó chơi nó khóa người ta lại, nó không cho người ta đi ra khỏi nước ngoài. Cái người ta tìm mẫu mà các người ta trốn vào cái thế giới tự do. Coi hay lắm. Thiệt, những cái clip mà kiểu như vậy á, chỉ có anh Di Leo review thôi. Không có cái kênh nào dám review hay là có khả năng review đó. Thành ra các bạn hãy share, hãy subscribe cái kênh này đi. Hay lắm, và donate cho những cái thức ăn tinh thần ngon lành này. Nhưng mà trước tiên coi cái AlphaGo The Movie đi. Cực hay, dù bạn không biết gì về cờ vây. Vậy ha. Còn bây giờ thì chia tay. Bye bye.